Chào mừng các bạn đến với Việt Nam thức giấc, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tờ katadata.co.id của Indonesia có bài viết Việt Nam, ngựa ô kinh tế ở Đông Nam Á. Trong 2 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể nói là ổn định, thậm chí còn tiếp tục tăng. Cantech, IT, Jakarta, nền kinh tế Đông Nam Á không còn chỉ được dẫn đầu bởi Singapore, Malaysia hay Indonesia. Giờ đây, có một cầu thủ mới đến từ cực Bắc Đông Nam Á, đó là Việt Nam. Vâng, bạn có thể nói rằng Indonesia chẳng là gì so với đất nước này. À thật sao? Từ trước đến nay, khi nói về những đầu tàu kinh tế ở khu vực Đông Nam Á, chắc chắn hầu hết mọi người sẽ nhắc đến bộ ba Singapore, Malaysia và Indonesia. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã gây chấn động thế giới. Trong 2 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể nói là ổn định, thậm chí còn tiếp tục tăng. Ngay cả khi bị ảnh hưởng bởi thảm họa siêu bão Yagi khiến Việt Nam thiệt hại 25,25 nghìn tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý 3 năm 2024 vẫn tăng vọt, đạt 7,40%. Trong giai đoạn 2023 đến 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng. Vị trí nhỏ nhất là vào quý 1 năm 2023, cụ thể là 3,41%. Phần còn lại tiếp tục tăng trưởng cho đến khi đạt 7,40% vào quý 4 năm 2024. Trong khi đó, Indonesia từ quý 1 năm 2023 đến quý 4 năm 2024 vẫn đang chật vật ở mức 5%. Có nhiều yếu tố khiến kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh. Trong số này có xuất khẩu và sản xuất công nghiệp, cũng như dòng vốn đầu tư nước ngoài nhanh chóng. Chỉ riêng 9 tháng năm 2024, dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,9% so với năm trước, đạt 17,3 tỷ USD. Xét về mặt công nghiệp, tăng trưởng được phân bố đồng đều ở hầu hết các ngành. Vị trí địa lý của Việt Nam gần gũi với Trung Quốc, khiến đất nước nhận được nhiều ưu đãi đầu tư từ các công ty công nghệ hàng đầu. Vấn đề là, nhiều công ty trong số này đã biến Việt Nam thành địa điểm đặt nhà máy thay thế cho Trung Quốc. Ví dụ như Samsung, có giá trị đầu tư là 28,19 nghìn tỷ USD, mặc dù Samsung đến từ Hàn Quốc. Sau đó là Apple và Foxconn, với khoản đầu tư lần lượt là 248,14 nghìn tỷ USD và 8,6 nghìn tỷ USD. Ngoài vị trí, phải chăng bộ máy quan liêu và luật pháp ở Việt Nam không tệ như ở Indonesia? Được thúc đẩy bởi đầu tư nước ngoài, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tăng vọt 7,4%. Đánh giá Việt Nam hiện là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc. Dựa trên báo cáo từ Reuters, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 2 năm trong quý kết thúc, vào tháng 9 năm 2024. Nền kinh tế nước này tăng trưởng 7,4% trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức tăng trưởng 6,93% trong quý trước đây. Một số yếu tố thúc đẩy sự gia tăng này, bao gồm xuất khẩu và sản xuất công nghiệp mạnh mẽ, cũng như đầu tư nước ngoài tăng lên, đã bù đắp được tác động của cơn bão lớn nhất châu Á trong năm nay. Reuters đưa tin, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam đã tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3, vượt mức tăng trưởng được điều chỉnh là 7,09% trong quý 2. Việt Nam cũng đang củng cố hơn nữa vị thế là trung tâm sản xuất khu vực cho các công ty đa quốc gia như Samsung Electronics, cũng như các nhà cung cấp cho Apple, Foxconn và Luxe. Ngoài ra, đất nước này tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài ổn định. Văn phòng Thống kê Việt Nam cho biết, nền kinh tế toàn cầu đang bắt đầu ổn định với thương mại hàng hóa gia tăng, giảm bớt áp lực lạm phát, cải thiện điều kiện tài chính và tăng việc làm. Dữ liệu từ tháng 9 cho thấy xuất khẩu tăng 10,7% so với một năm trước đó, trong khi sản xuất công nghiệp tăng 10,8%. Trong 9 tháng đầu năm nay, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng 8,9%, đạt giá trị 17,3 tỷ USD. Việt Nam nổi lên là quốc gia nổi bật nhất về kinh doanh. Hà Nội, Việt Nam được công nhận là quốc gia có triển vọng kinh doanh nhất trong 2 thập kỷ qua, theo bảng xếp hạng môi trường kinh doanh của đơn vị tình báo kinh tế EU, Tân Hoa Xã trích dẫn một báo cáo của Vietnam News. Báo cáo nhấn mạnh những tiến bộ đáng kể của Việt Nam trong việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng tăng và nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế toàn cầu. Theo báo cáo, quốc gia Đông Nam Á này đã có chỉ số tăng 1,7 điểm từ năm 2003 đến năm 2023, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong số 82 quốc gia được đánh giá. Theo EU, các yếu tố chính đằng sau sự gia tăng này bao gồm cam kết của Việt Nam trong việc tự do hóa nền kinh tế thông qua các hiệp định thương mại tự do khác nhau. Brian Kiroy, Giám đốc Dự báo Quốc gia và Nhà phân tích châu Âu tại EU cho biết, trong 5 năm tới, môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ tiếp tục vượt trội so với các đối thủ trong khu vực như Indonesia và Thái Lan.
Điều này phần lớn là do chi phí lao động cạnh tranh, các hiệp định thương mại mở rộng và cơ hội ngày càng tăng trợ. Ông cho biết, mặc dù Việt Nam đã ghi nhận những cải thiện về chính sách thương mại và đầu tư vào nguồn nhân lực, nhưng các thủ tục quan liêu phức tạp và những trở ngại hành chính vẫn tiếp tục cản trở hoạt động kinh doanh. Đầu tư sản xuất khiến kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh, có khả năng vượt Indonesia. Việt Nam hiện đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Dựa trên dữ liệu chính thức, tổng sản phẩm quốc nội hay GDP của Việt Nam tăng 7,4% hàng năm trong quý 3 năm nay. Mức tăng GDP của Việt Nam thậm chí còn cao nhất trong 2 năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi đổ bộ vào nước này vào tháng trước. Xuất khẩu và hiệu quả công nghiệp là những trụ cột chính cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Điều này được thể hiện ở khu vực công nghiệp và xây dựng của Việt Nam, tăng trưởng 9,11%. Trong khi đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt kỷ lục 6 năm với mức tăng 11,41%. Giám đốc điều hành Trung tâm Cải cách Kinh tế, Co Indonesia Muhammad Faizer cho rằng, tốc độ tăng trưởng GDP cao cho thấy Việt Nam là ví dụ về quốc gia có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nhờ công nghiệp hóa. Theo Faizer, điều này cũng giống như những gì đã xảy ra ở Kona. Thu hút đầu tư vào Việt Nam, bao gồm cả đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực, đặc biệt là trong ngành sản xuất, Faizer nói với katadata.co.id hôm thứ Ba, 10 tháng 8. Theo Faizer, đầu tư vào Việt Nam không chỉ diễn ra trong các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may hay giày dép mà còn mở rộng sang công nghệ ở trình độ cao hơn. Điều này mang lại giá trị gia tăng trực tiếp cho ngành điện tử Việt Nam. Mặc dù tốc độ tăng trưởng không lớn như Trung Quốc, nhưng Faizer tin rằng Việt Nam thực sự đang thúc đẩy công nghiệp hóa cao hơn. Với điều kiện của Việt Nam hiện nay, Faizer tin rằng Việt Nam có thể trở thành một cường quốc mới trong ASEAN, dù xét về sức mạnh kinh tế vẫn lớn nhất do Indonesia, Thái Lan, Singapore và Malaysia nắm giữ. Mặt khác, nếu nhìn vào GDP bình quân đầu người, Việt Nam đã vượt qua Philippines. Faizer nói, vì vậy, xét theo mức độ phúc lợi, Việt Nam chỉ kém Indonesia một chút và cao nhất tất nhiên là Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Philippines. Faizer cho rằng việc thay đổi bản đồ là do Việt Nam tăng trưởng kinh tế nhanh để có thể vượt qua Philippines. Trong chốc lát, Faizer cho rằng Việt Nam có khả năng vượt qua Malaysia về mặt kinh tế, đồng nghĩa với việc sẽ vượt qua Indonesia. Trong tương lai, nếu GDP bình quân đầu người có thể vượt qua Indonesia thì Việt Nam vẫn còn kém Indonesia về mặt danh nghĩa. Tuy nhiên, mức độ phúc lợi không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục ở mức cao nếu tiếp tục tăng trưởng ở mức 7% và nếu Indonesia chỉ tiếp tục tăng trưởng ở mức 5% thì có thể bị Việt Nam vượt mặt, Faizer nhận định. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Luật Silios, Bima Yudhistira cũng tin rằng Việt Nam có thể trở thành siêu sao, trở thành cường quốc là đối thủ nặng ký của Indonesia. Trên thực tế, Bima cho biết Việt Nam vượt xa Indonesia về năng lực công nghiệp công nghệ cao và giá trị gia tăng. Điều này là do Indonesia vẫn đang mắc kẹt trong việc xử lý và khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Indonesia. Vì vậy, nếu chúng tôi sản xuất nickel bán thành phẩm, chúng tôi sẽ gửi về Việt Nam và họ chế biến thành pin xe điện, tạo thành VinFast. Bây giờ, VinFast sẽ vào Indonesia nên giá trị gia tăng thực sự sẽ được Việt Nam hưởng thụ, Bima nói. Bima nhận thấy Indonesia có tiềm năng thị trường nội địa lớn, nhưng PMI sản xuất của nước này đang suy yếu. Việc sa thải hàng loạt thực sự đã xảy ra trong lĩnh vực sản xuất sử dụng nhiều lao động. Theo Bima, tình trạng này là cảnh báo, có nghĩa là có sai sót trong công tác quản lý ngành sản xuất. Đây vừa là định hướng nội địa, cần thị trường lớn, vừa là thị trường xuất khẩu. Có lẽ vì chúng ta có chính sách cạnh tranh nên hỗ trợ đầu tư cho máy móc, công nghệ không lớn bằng sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam và điều đó cũng tạo ấn tượng rằng Indonesia tương đối bảo hộ hơn Việt Nam, Bima nói. Theo ông, điều này có thể được nhìn thấy qua làn sóng nhập khẩu bất hợp pháp vào Indonesia và thiệt hại cho ngành sản xuất. Trên thực tế, nếu nhìn vào nguồn lực, số lượng công nhân và người tiêu dùng, Indonesia lẽ ra phải vượt trội hơn Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.